chúng ta đã có rất nhiều behind the scenes của cái phim Hidden Agenda ấy, thì phim thì hết rồi nhưng bây giờ chúng ta mới có behind the scenes đến tập 8 ấy, thì ok chúng ta xem nha. Yeah, mình xem từ tập 4 đến tập 8. Ok, let's go. Đây là chúng ta đi lên vùng núi đây đúng không? Du lịch đây. Yes sir. Thầy sư này. Lâu tập này lâu phết rồi đấy. Sột chun. Mẹ mới sáng sớm mà nó uống lắm thế. Trà, sữa, cà phê để tỉnh táo. Này chính ra muốn tỉnh táo ấy chỉ cần một ít nước của nước miếng của Trung là mình nghĩ là nước diet chế độ uống sữa không á, tức là uống sữa không thay cơm luôn hả? Tát thật vào, tát như kiểu là nó chửi mẹ cậu đi. Chụp cậu ạ, không những là nếu mà cưng đứng được trên cái ngọn cây đấy bằng một chân không những loài người thích đâu, không, mình nghĩ là cả loài chim sẽ kiểu bất ngờ đấy. Bây giờ loài người tiến hóa. Oh my god. Thế chỗ này như kiểu là em ơi, nướng bị cháy đen. Ô, cua này. Cua nướng này các bạn. Ôi, lâu lắm mới thấy cái. Yeah, ngày xưa kiểu không, ngày xưa bà ngoại à, bà nội mình kiểu kiểu dằm riết ấy, hay 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 làm cua, nhưng mà cua nhỏ hơn, cua rán thôi, chiên nhầm, ăn cũng ròn ròn. Nhưng mà ý là cua mua thôi chứ không phải là tự bắt ở ngoài đồng. Không phải kiểu như là 4 giờ dậy rồi con ơi, dậy bắt cua con ơi, hôm nay chúng ta ngày rằm. Con này có cua hơi to đúng không? Nó bị to quá. Sebastian. Nó đặt tên cho con cua đồ ăn nữa các bạn. Con mực nó cũng đặt tên. Sebastian. Mình có một câu chuyện kể về Sebastian. Bé từng là một con cua rất dũng cảm, nó đã cứu cả. Tuy nhiên cuối cùng thì bé vẫn bị nướng thôi. Sebastian. Bé tên là gì? Nhà dân tộc ấy. Chính là béo đen cũng vui phết. Không biết tên hay vậy. Sao mấy câu? Không, trời lạnh chúng ta phải đi ăn. Đi ăn, không có ôm ấp gì hết.
Thế trời lạnh là mình thích đi ăn. Mình sẽ kiểu thích đúng những cái ăn những thứ kiểu nó ngon. Bánh trôi tàu, cháo, quẩy, cầm thìa dĩa hàng ngày. Điện, điện. Em ơi, cái bông tai đấy sợ cái nhỏ. Chỉ sợ nó vướng vào một cái cành cây ấy, xong rồi kiểu thưng 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 là ong nha. Ok. Yes. Cảnh đẹp như nhiều bọ các bạn ạ. Nhiều bọ hơn ở Bangkok. Đương nhiên rồi. Gần sông mà cưng. Oh my god. It's good to great that. Cưng bị điên rồi. Cưng bị điên rồi. Đằng. Nó kêu là bọ rất là đáng yêu và rất vui khi được chào mừng bọ. Ok. Xong con bọ, bọn bọ sẽ kêu, ui anh đang khen bọn mình đáng yêu kìa, lao đến. Nên xong rồi, ui. Lao mẹ bát phở cưng đang ăn nhá. Có đáng yêu nữa không? Đây là chúng ta hỏng xe và chúng ta đẩy thật á. Ta đéo tin. Ta đéo tin là mày đẩy thật đâu. Đẩy thật đó vậy. Trông chả thấy gần một tí nào luôn nhé. Vui vậy, đẩy được cái xe thôi vui vậy. Thưởng cho bé mình. Ở đây đang đông người trẻ trụi, ra kia tao. Đi ra kia, ra kia. Về nhà này. Ui. Trông đăng nó dài vãi. Nó dài mẹ. Wow. Chụp các góc nha. Được chưa em, để chị còn về đón con nào. Nốt cái ảnh này chị. Nốt cái ảnh này em đọc sách giả vờ cái chị ơi. Mẹ lên thăm. Tamarin là quả gì vậy? Tamarin. Không biết quả này nha. Tamarin. Cây me các bạn ạ. Ok, nước me. Gì vậy mà vừa thở hành vừa khóc. Nhưng không biết cậu ấy đang ở đâu.
sau khi là hết nước mắt xong lại dí gần vào cái quả hành không? Cảnh bé ăn cay, ăn món ăn cay. Nó ăn cay thật thì sao ấy. Món nào cũng cay hả cô? Ô, trứng ốp cũng cay này. Nhà mình thật thú vị đấy. Mẹ gần bắt được nha. Con tưởng hôm nay mẹ đi hội thảo về muộn mà, tại sao mẹ? Xinh vậy. Như tập 8 là tập mà anh chị ăn nhau này đúng không? Phải không? Ăn đậu. Ăn đậu thối à? Đúng không? Cảnh này Trung sẽ ăn cho Đăng này. Nó ăn thật đấy ra đúng không? Cô đang cần chất xơ mà ăn nhiều vào, ăn nhiều cái đậu này vào tốt. Bọn ăn thật cái đậu này sao luôn, bọn ăn thật luôn. Đắng kiểu lè. Muốn đậu đâu ăn pizza cơ. Yeah. Rồi nó đá bóng ở trong trong nhà, trong phim trường luôn. Rồi để xem mày có sút vào cái camera không? Nào. Nó sút đúng cái camera nhỉ? Xong nó đổ lỗi lên Trung đấy. Chết đúng không? Em không biết gì hết. Bạn Trung. Bạn ấy đang ngủ em ạ. Em làm thì em nhận đi. Có trách nhiệm lên. Cái gì? Rain rehearsal à? Lại còn tập dượt cho mưa nữa. Tập dượt cho mưa là thế nào hả các bạn? Mưa phải tập dượt à? Ướt rồi. Đúng rồi. Vậy là mưa đã tập duyệt đúng không? Là phải ướt. Chúng ta tập cái điệu múa ngu ngốc đấy. Để đi xin lỗi đúng không? Bé Đăng dối và bé Trung phải đi dỗ bằng một điệu nhảy à? Đăng Jamie Boom. Đăng Jamie Boom.
Này, bây giờ có Jamie với Boom đang đứng đấy mà nó vẫn xếp chữ chung với chữ đăng thôi nhỉ? Thằng Hoa Hướng Dương này. Hay lần đầu tiên mình nhìn mình tưởng là miếng chả mực cơ ấy. Đoạn đi chơi nào đấy nhỉ? Hay là có đoạn này không vậy? Cho mình 10 xu nữa gì, mình chắc chắn là mình sẽ... À ừ đúng rồi, có con này có đi chơi mà đúng không? Có con này có đi chơi với thương mại chơi. À! Ui! Rồi ơi! Cái skin ship của bọn này nó vẫn dã man. Không phải ngoài trong phim đâu mà cả ngoài đời ấy. Thế nên là yeah. Ok. Chơi tất cả loại trò này. Úi dồi ôi. Bọn nó có cái thân phải dí. Úi dồi ôi. Có phải dí sát vào nhau này. Nó có phải chặn luôn không cho đăng đi này. Nó sợ kiểu. Mày sợ gì? Nó đéo trốn. Yeah, nó không trốn sang Việt Nam được sống đâu. Mà mày phải giữ nó thế hiểu chưa? Mình buồn tè quá, cậu cho... Cậu thả đấy ra cho mình đi. Không. Tè luôn ở đây. Chị ơi cho em cái bô, cho băng nó tè luôn ở đây. Yeah. Kiểu như là... Thề luôn ý. À ừ, quên mất mình bảo là mình đã sẽ tìm hiểu xem là bọn này có yêu nhau thật không đấy. Thì chưa xem. Ý là tìm hiểu thì đương nhiên là mình sao biết được. Nhưng mà ý là xem... xem là interview rồi xem nhưng nhìn chung là để nói là giống không thì giống nha. Căn bản là bọn này Vespera phải là hãng của Đăng không? Căn bản là bọn này nhìn nó có ánh tí mi. Thế nên là mình mới nghi ngờ thôi kiểu vậy. Rất nghi ngờ. Ờ... Phụ nôn vậy? Này có bé fan cuồng nào mà kiểu như là... Muốn cả bài nôn của idol không? Từ từ cậu ơi! Nôn vào cái bát này đi! Xong bé sẽ mang về cất tủ lạnh à? Ơ! Ghê quá! Uầy! Ui trò này nhanh này! Ui trò này chóng mặt này! Ui dồi ôi! Ê! Không! Trò này mới chóng mặt! Uầy! Thế thôi mình... Mình đã thích chơi được những cái kiểu này mặc dù nhìn nó rất là nhẹ nhưng mà... Nó kiểu buồn nô đó chứ.
kiểu hóm à? Ôi da, trơn mình quá. Út xinh vậy, nó là mẹ gì vậy? Không biết nhưng rất xinh. Là mẹ. Ô kìa. Này, chính ra đấy là có cái bạn fan nó chỉ đến chỉ muốn là bắt tay cậu thôi ấy. Cho mình chứ cậu không cần thiết phải nhảy múa các kiểu đấy đâu. Cần chỉ cần bắt tay lại là được thôi, hiểu chưa? Không, mình phải khác biệt. Black Magician Yugi à? Ôi, bột giày cho nhau luôn nha. Ôi, rồi nó rút ra luôn. Vui nha. À, đăng thì ở ngoài nó năng lượng hơn rất nhiều nhỉ? Trông nó rất năng lượng ấy. Trông nó rất là hùng quẩy luôn. Còn Jung thì khá funny. Jung cũng hay tạo trò phết. Vui. Karaoke á. 17 tỷ nghìn năm chưa đi hát karaoke. Ô hô nè. Oh, đây là cảnh là yêu. Là lôi vào phòng hôn xong nó đẩy ra đúng không? Yes. Wow. Ôi dồi ôi. Again. Điều gì đã khiến Đăng đứng lên như thế? Rồi kéo Chung vào phòng. Hôn chúc. Úi dồi ôi. Ôi ôi. Kiểu như không có nhạc. Ôi 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 xong rồi. Nó real kiểu như là. Ôi. Ôi. Trời ơi. Ác quỷ vậy. Ác quỷ chứ. Anh ấy thiên chủ. Thiên chủ à? Nội có lẻm quá thế à? Chết bà. Gì cơ? Nội có lẻm quá. Stop. Chết bà. Nói chứ bác ạ. Mới kì mẹ phổng. Stop là dâu nha, dâu lẩm chẩm. Wow. Tức là nó bảo là dâu của Jung kiểu bị lún phún, nó đâm vào mồm miệng bé môi bé đau. Công nhận là Jung nó hôn mạnh mấy cái đái luôn. Úi dồi nhìn nó kiểu úi dồi ôi, nó kiểu ăn sâu vào trong kiểu tiềm thức cái trường luôn. Ok. Và hình như dạo đấy cũng có gần đây mình cũng nói về chuyện tức là cũng nhiều người không thích đúng không, nhưng mà nhiều người sẽ thích chuyện là kiểu partner của mình kiểu có dâu ấy, thì nó thích kiểu cái kiểu dâu nó kiểu rapping và nó kiểu gọi là sát vào gọi là đắt gọi là gì cái từ gì nhỉ? Rubbing tiếng Việt là rubbing, cọ vào da đấy. Chắc là thích cái sự hoang dại kiểu vậy. Yes.
Thế nên là các bạn phải để ý hiểu chưa? Thế xong rồi kiểu một hôm ở đấy mà các bạn kiểu cạo râu đi ấy, và xong sáng hôm đấy thì em người yêu của các bạn kiểu nó khó chịu nha, xong nó kiểu cả bữa sáng đấy nó đéo nói gì với bạn luôn, xong nó cũng đéo hôn bạn trước khi đi làm ấy, thì bạn bạn cũng nên để ý nha. Ok. Oh my god. Cho bẻ hôn đi. Nha. Tao sẽ rửa bát cho mày cả tuần này. Thế cho tao. Bình thường mày cũng phải rửa bát mà, đâu cần thiết làm phải. Ôi rồi ôi. Bé dai mặc áo phông quần đùi xong rồi ra ôm bạn trai ở giữa sảnh trường đại học thôi, không có gì gọi là bật gọi là bất ngờ cả đâu. Cắn này. Ui sợ. Vlog. Oh yeah. Không. Tôi mới đăng nó. Nó tập cũng to người to phết, ăn phải là kiểu bắt tay to. Ô không dương, không dương, không dương sinh mà, không dương sinh. Em ơi, các bạn có con ma nào mà xinh như 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 bé thì chắc là nhiều người muốn chết để gặp cưng lắm đấy, kiểu vậy. Đừng nhé, no. Kiểu mọi người nhảy xuống vực kiểu một cách vui vẻ. Yeah, mình sắp được gặp rồi. 我是那番茄酱，我爱你们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 ，我爱
Ôi giời ơi, sexy dance này. Ha ha, cha trai rồi. Ha ha, ha ha. Ủa, ô, đã đập. Hello mẹ. Ôi trời ơi. Mẹ ha. Dối bời vừa đấm nhau xong vẫn dối bời. Cùng khó đi ha. Chùm của mẹ này ha. Ôi. Mẹ cùng khó đi ha. Chùm của mẹ. Con hôn con trai của mẹ được không? Ôi nó hỏi thẳng luôn này các bạn. Không ai bất ngờ thì cả luôn, nó như kiểu là một chuyện hàng ngày đấy. Thế nên là mẹ sủi. Mối quan hệ mẹ sủi mà gia đình các kiểu rất thân thiết nha. Rồi What?
con hư, con phải hư. Mẹ bảo không cho hôn mà con. Ủa. Ôi thề không có nhạc ấy, kiểu nó một cảm giác rất là khác ấy, kiểu như là ủa ôi, kiểu như là ôi, kiểu như nó kiểu gì ấy nhỉ? Nó kiểu như là nó sợ rất nhiều ấy. เก่งมากเลิกกองครับเลิกกองครับไหนจุดโชว์หนึ่งรอบจุดโชว์หนึ่งรอบ What Oh my God หมดรอบหมดโอ้โอ้โอ้ยับไปเลยอุ๊ยสอยกับเบว้าอุ๊ยเท่ luôn như kiểu là hidden cameraคือมันจะ giấu kín ý, kiểu như là kiểu như là không có nhạc em sợ là phải chửi luôn đấy. Ôi ôi các bạn cởi áo rồi này. Cảnh này cưng nhiều năng lượng vậy hả Trung? Cởi áo rồi là done hiểu không? Không có chuyện là kiểu cởi áo rồi mà đăng có thể kiểu ôi đừng mà mình chưa có no, cởi áo là hôm nay đừng mà gì hết được chưa. Hôm nay mình xin phép là một bằng người bạn giai hư nhá, không nghe lời nghe liếc thế. Ta sẽ dấn vào, chỉ có dấn vào thôi. Trời ơi, ok. Yeah, chúng ta tập 8 là một tập gọi là NC nhất của anh chị ở đây rồi đúng không? Thì yeah, chúng ta đã có và chúng ta còn 4 tập nữa ha. Ok, 4 tập behind the scene nữa. Nhưng công nhận là mấy cái cảnh mà cảnh gọi là bê vác rồi hôn mà kiểu như yeah, không có nhạc ấy, khen một kiểu một cái feeling nó rất là kiểu không hiểu nó dữ dội hơn á.